Rồi, chào các bạn ha. Thì đây là những cái điểm thưởng mà mình đã đạt được khi xài và sử dụng thẻ tín dụng Sacombank ha các bạn. Và những cái dịch vụ của Sacombank Pay thì mình sẽ có điểm thưởng như thế này. Và đây là những cái lịch sử mình đã đạt được khi được cộng điểm này các bạn. Thì đây hôm nay mình sẽ làm một cái video là mình sẽ đổi điểm thưởng này trên app Sacombank Pay cho bạn xem ha. Thì có một số bạn có điểm nhưng mà không biết cách đổi, thì hôm nay mình sẽ thực hiện video là đổi điểm thưởng cho các bạn xem để các bạn biết mà đổi điểm nha. Trước tiên các bạn khi cập vào app Sacombank Pay giúp mình đó, tiếp tục là các bạn sẽ chọn vào cái mục là giao dịch ở bên dưới bên phải đó, bên dưới bên phải nha. Rồi sau đó các bạn kéo xuống lúc dưới giúp mình ha, bạn kéo xuống ngay chỗ cái mục là khách hàng thân thiết nè đó, các bạn chọn vô cái mục khách hàng thân thiết giúp mình ha. Đó thì các bạn sẽ thấy được cái số điểm mà mình đã đạt được khi mà xài và sử dụng thẻ Sacombank hay là app Sacombank Pay nha các bạn. Và đây mình có 561 điểm ha. Thì hôm nay mình sẽ đổi số điểm này cho các bạn xem ha. Thì các bạn quan sát kỹ nên cái cách đổi nó hơi lòng vòng một chút, thì các bạn quan sát kỹ thì mới đổi được. Đây, hiện tại là trị giá của cái thẻ cạc điện thoại 50.000 là 500 điểm ha. Đó. Thì mình có 500 điểm mình đổi được một lần thôi. Ok, thì để mà đổi được thì các bạn vô chỗ là bên dưới nè, có chữ đổi và bạn nhập số điện thoại của bạn vô trước, số điện thoại người nhận ha. Mình sẽ nhập số điện thoại mình vô. Đó, sau khi nhập xong thì các bạn nhấn vô cái chỗ mà đổi điểm ở dưới cùng nè. Đó, đổi điểm màu xanh ha, nhấn vô. Đây nó đang chạy nha. Đó, thì xác nhận đổi quà nè. Đó, thời gian nhận và đổi quà là tối đa 10 phút đối với nhóm đổi quà nhận ngay bằng số điện thoại nha các bạn. Thì các bạn sẽ đợi 10 phút nha. Đó. Xong các bạn nhấn vô chỗ là xác nhận giúp mình ha. Đây, mình sẽ nhấn vô xác nhận. Ok, thì mình sẽ nhập cái mã nha các bạn. Mã bát thì cái mã của app Sacombank của các bạn á. Thì các bạn nhập vô giúp mình. Đó, thì xong nó để là xác nhận đổi quà thành công nè, quý khách đã đổi quà thành công ha. Thì các bạn đợi cho mình khoảng 10 phút nha các bạn. Thì nó báo tin nhắn Sacombank cho các bạn. Nó gửi một tin nhắn từ Sacombank vậy nha. Và đây mình sẽ mở tin nhắn lên cho các bạn xem ha, sau khi đợi 10 phút. Đó. Mình sẽ mở tin nhắn lên. Đây là cái tin nhắn mà cảm ơn quý khách đã đổi quà tại chương trình khách hàng thân thiết Sacombank Sacbay. Đó. Sử dụng mã là KUCMSBXX nha các bạn. Thì mình sẽ lấy cái mã này. Rồi mình vô cái chỗ đổi quà bữa nãy nè. Các bạn chọn qua mục là sử dụng quà gót nè các bạn. Và nhấn vô cái mục chỗ này giúp mình ha. Sau khi các bạn nhấn vô thì đưa mình vô cái chữ Sacombank thế này, và mã quà quà tặng, thì các bạn sẽ lấy cái mã quà tặng bữa nãy á, chữ bữa nãy mình đọc á, đây mình sẽ nhấn vô đó. Rồi sau khi nhấn vô thì các bạn nhấn chỗ xem quà nè, nghe đó. Đó thì nó sẽ đưa mình vô tới trong đó, thì để mà mở quà thì vui lòng đăng nhập là 6 số gồm ngày sinh, tháng sinh và hai số cuối của năm sinh của mình, như mình sinh ngày 1 tháng 1 năm 20 mấy đó, thì mình sẽ nhấn vô là 1 tháng 1 rồi 087 chẳng hạn. Đó, thì ra 6 số. Đó, 6 số thì này nó sẽ đưa mình tới ngay chỗ nạp tiền. Đó, thì các bạn sẽ nhấn cái số điện thoại của các bạn vô ngay ô bên cuối cùng nè. Đó, sau khi nhấn thì các bạn sẽ nhấn ngay giữa ô là nạp tiền giúp mình ha. Đây mình sẽ chọn vô chỗ nạp tiền. Sau khi mình nhấn xong thì các bạn chọn vô ô nạp tiền giúp mình ha, nạp tiền màu đỏ nè. Đó, nó đang chạy nha các bạn. Rồi, ok, thì nó báo mình đã nạp tiền thành công nè các bạn. Đó, thì các bạn có thể qua kiểm tra bằng tin nhắn ở ngoài cùng đây. Mình vô tin nhắn mình kiểm tra cho các bạn xem ha. Thì đây là tin nhắn nó báo nạp tiền cho mình ha. Là nạp 50.000 đồng vào tài khoản lúc là ngày 17 tháng 7 nè, năm 2021 ha. Đó. Ok, và đây là cái tin nhắn của số điện thoại mình vừa nạp được. Nó báo đây, mình sẽ mở lên cho các bạn xem ha, chi tiết tại đây ha. Đó. Rồi, như vậy thì mình đã đổi quà thành công những cái điểm mà mình đã tích lũy trên Sacombank Pay các bạn. Thì những cái điểm này có từ đâu thì lúc trước mình có làm một cái video đó các bạn, thì các bạn có thể xem trên đó. Rồi mình xin phép dừng video đây ha. Mến chào các bạn nha.